muốn nhà bán được giá và bán nhanh, bạn cần phải làm gấp rút 10 việc như sau. Số 1 là lau chùi sạch sẽ. Số 2, dọn dẹp gọn gàng lại căn nhà một cách nhanh nhất. Số 3, những vật dụng nào cá nhân không cần thiết thì hãy bỏ nó đi hoặc cho vào kho. Số 4, làm nên làm không khí trong nhà được thơm ngon. Bạn có thể sơn nhà bằng thơm, bằng sáp thơm hay tinh dầu. Số 5, là những công năng nào cụ thể trong từng phòng thì phải được phân bổ một cách rõ ràng, như là phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách hay phòng làm việc, cần phải rõ ràng. Số 6, nếu đường nhà bạn bị dơ thì cần phải thay mới, dán tường lạc hoặc sơn lạc để đẹp khác. Số 7, nếu sàn nhà của bạn đã bị cũ và mục nát thì cần phải làm mới nó lại để giúp cho nhà đẹp hơn. Số 8, bạn để căn nhà của bạn thiếu ánh sáng, hãy thêm đèn trang trí vào cho căn nhà rực rỡ. Số 9 là hãy bài trí nội thất thông minh, nhà có thêm cây xanh để cho nó mát và mang đến được một không gian thoáng đãng. Số 10, nếu nhà bạn có những vết nứt thì hãy quay ngay cho nó xây dựng đến để sửa chữa. Hãy thả tim và bắt đi cơ bản của mình để cùng theo dõi kênh của ta.